Giờ ông anh lại đốt nhang để mà khấn vái anh Khải ha, cô chú anh chị và các bạn. Chai đó, chai rượu hay gì đó anh? Chai rượu đó. Ấy ấy nha anh, ấy cái chân gà có lắp tao lại. Ngay tại lúc này thì người anh ruột cũng đã đến đây đốt nhang để mà cúng vái cho vong hồn của anh Khởi, cho người nhà mau tìm thấy nha cả nhà. Là không có đi tìm, không là chú Tám không đi tìm hay là sao, hay là không. Chú đang công việc ở ngoài kia? Không, chú nói sao? Ông nghĩ ông không có đi được. Dạ, cho như chú Tám nghĩ công việc đi tìm kiếm rồi chú Tám không có đi được. Rồi hồi nãy chú Tám chỉ mình đi kiếm sao? Chỉ đi kiếm nói cho nước rồng hay là nước lớn rồi đó, rồi ông mới nói giờ 4 ngày rồi là nó nổi, nó trôi xa rồi. Dạ, vậy đó hả? Ông nói vậy đó. Dạ. Giờ bữa nay có thể mình một ngày nay mình bỏ ra mình đi xa hơn nữa rồi. Đi chú, bây giờ mình qua bên cái mép bên đó là lục bình nó nhiều lắm. Cái bánh phà, hai cái bánh phà gần đây nè. Hai cái bánh phà này rất là gần đây mà lục bình rất là nhiều. Nhưng mà hồi nãy giờ con đang cũng ở bên đó. Con đang bên đó mà cũng vòng vòng kiếm mà, nhưng mà sợ lục bình nhiều quá, nói chung là không thấy được á. Nhưng mấy ông mà chuyên nghiệp mấy ông đó lục bình thì lục bình, nhưng mà nếu có nó nằm ở dưới á thì cũng có gùi như vậy, có mùi ha, gùi luôn, gùi hì hì ở trên á. Dạ. Cũng như ngày hôm qua đó, cái chú nào bên xà lan vậy đó, chúng như xà lan đậu đây rồi đám lục bình ở ngoài đó vậy đó, thấy gùi hì hì ngoài đó thì ta xác nhận là ngoài đó có xác. Nhưng mà cuối cùng là con heo á. Ngày qua là con heo. Hôm qua là con heo. Heo mà gùi nó bu quá mấy tội nghiệp bên xà lan. Vậy bây giờ cái ý của chú là tặng ơn ngày hôm nay là hết, ngày hôm nay là 4 ngày 4 đêm rồi, thì bây giờ chú có cái hướng giải quyết như thế nào nữa hoặc là sao? Tôi có hy vọng luôn chứ, hy vọng chỉ trong trời chứ chính quyền với nhân dân. Dạ vậy thôi, là cũng như là phát hiện thấy là kêu là báo về cho gia đình nghe, không có kiếm thiệt tình nữa hết rồi. Vẫn đi kiếm mà ít lại nha, tiền mới chịu nổi, mòn đuối rồi mới chịu nổi. Với ông nội cái tiền dầu không nghe. Dầu với mượn người ta đi kiếm dục tiền ăn đâu mình nói. Chúng tôi nghiệp chủ đề chủ nhà. Đúng rồi, mình đã đi dục. Cũng có nước đầy đầy đủ người ta chứ đâu có. Mình nói với mình là không còn nước sẽ được. Rồi nước nôi rồi. Nước nôi thì không nói đi. Cơm rồi bấy nhiêu khi mời ta cũng ăn. Nó mất tiền túi mà đi tiền ta. Mình nó khổ quá chứ. Ở sớm là con đâu quá. Lúc này chứ khả năng cũng như chia sẻ cái đường phát trực tiếp này nè, cũng như cho nó lan rộng ra đó, bà con người ta nhìn thấy được video có thể điện thoại trực tiếp trên kênh của mấy anh em luôn đó. Thì tới ngày hôm nay tặng 4 ngày 4 đêm rồi thì cái xác suất thì ai cũng biết là đi trôi xa rồi. 4 ngày 4 đêm bây giờ tới bây giờ tôi còn muốn kiếm thợ lặn nữa. Dạ, mình kiếm thợ lặn hả chú? Bây giờ nổi rồi anh ơi. Không, tôi có cái ý của tôi đó là ý chú như nào chú chia sẻ luôn đi. Không phải là lặn ở đây. Dạ. Mà lặn chỗ khác. Là chú nghĩa chú nghĩa là ý muốn nó sợ nó gài. Nó gài dữ á. Ý của chú vậy nè. Hiện tại là giờ chú nghi một chỗ nào đó hả? Dạ, chú nghi chỗ nào? Chú nghi chỗ nào? Có nghi nhưng mà có cái giờ mình không có thợ lặn rồi sao? Ừ. Kiếm hộ thăm nhiều rồi, giờ ở đây không có ai lặn. Giờ chú nghi hướng nào vậy chú? Hướng này. À, nghi về hướng này ha. Nhưng mà có cái thì hỏi lại mấy ông thợ lặn rồi trước kia mấy ông nghỉ mấy ông bán đồ á.
giờ cũng khó. Hình như có chiếc ghe mình đang chạy về hay gì chú ơi? Có chiếc ghe này chạy về. Chiếc ghe màu trắng trắng có cái lá cờ nè. Ghe đó nó đi phòng nẫm gì đó, ở nước ở dưới đó đó. Phòng nẫm hả? Còn dưới đó. Dạ. Cái xa lắm. Rồi bây giờ đang chạy về ha. Đang chạy về. Là đi hướng đó đó hả? Dạ ghe chạy về kìa. Ý tôi muốn kiếm thợ lặn là gần đây thôi. Là coi như là chú nghi ngờ chỗ đó hả chú? Là chú cũng nghi gần ở đây thôi chứ không xa. Vậy đó ha. Có những cái trường hợp mà sự việc xảy ra ở ở đây vòng kiếm đã đời cái nổi ngay đây luôn chừng nữa cũng có luôn. Dạ cũng có luôn nha. Đó mà mấy ông trong nghề mới không nói, nhưng mấy thằng đó nó nhảy đây nè. Đi tới bên cái khách gì dài tôi còn kiếm đã không có dựng nổi cái bên. Nổi cái bên mình sát bên luôn, sát bên sự việc xảy ra luôn. Kiếm hướng ở ngoài về tới nè cả nhà. Thì để ghe về thử cho mình coi có thông tin gì không chú. Có một cái linh tính đó nó dạ. Rồi ghe này nãy người ta mới điện tôi rồi không có gì hết á. Không có gì hết ha. Mặt còn nghe của ông đang chạy về đó cả nhà. Sáu đi rồi chưa có nghe đi ra ngoài. Dạ. Quý cô chú anh chị giờ ghe đi tìm kiếm là đang quay trở về nè quý cô chú anh chị. Thì tìm suốt luôn. Coi như hôm nay nữa là 4 ngày rồi, quý cô chú anh chị. Nó tiếp tục chạy đi kiếm tiếp nè cô chú anh chị ơi. Giờ trang chạy xuống luôn chạy vô. Mắt vô. Hai ba chiếc nó chậm rồi. Hai ba chiếc nó chậm rồi hả? Chạy đi hướng bên kia đi. Đi đi. Đi bên trái đó. Đi bên trái. Đó thì bây giờ là đi đi vô nhưng mà đi hướng khác nha cô chú anh chị. Tại vì trong đó là cái đó là qua là con đi rồi luôn rồi đó. Đi để sau luôn mà mình hôm nay đi biết đi. Là chuyện kém, dạ chuyện kém, dạ đang kém, hay là trôi bị dài dạ, xuống dưới ha, dài dướng lại hả chú? Dạ. Cái bữa là chú, lúc cái bữa xà lan đó chú, cái bữa xà lan mà lúc mà phát hiện á, có khi nào mình nghĩ xà lan nó kém đi luôn. Tôi cũng không rành về nghề sông nước nhưng mà mấy anh em rồi á, dạ. Tôi có một chèo đó cũng mấy chiếc xà lan á, dạ. Nó nói nếu mà xà lan chè cẩm á. Thì không sao, yeah. Nó đánh giả ra còn xà lan nổi rồi nó cuốn vô chiến dịch là nó cuốn banh hết. À cuốn vô là banh hết à? Cuốn vô là banh hết. Tại chiến dịch nó lớn lắm. Chiến dịch nó lớn hả chú? Cái gì? Là chú cũng có hỏi ý là mấy người anh em mày ha? Tại vì bữa chèo của tôi là nó đâu Long An hay vậy, nó dân chuyên môn chở khách nó 4-5 cái xà lan luôn mà. Dạ. Yeah. Rồi ở đây anh em ở đây người ta cũng biết là cũng có chia sẻ với mình vậy. Dạ cũng vậy. Không, ngày hôm qua là không nghĩ cái vấn đề đó. Nhưng mà phía sau cũng mong nói chung là để là ngày hôm qua là gặp mà tới hôm nay luôn. Bây giờ ví dụ mấy chú nghe nó cho đi đâu giờ dạ. Kiếm nát hết trơn luôn rồi đó giờ mà giờ 4 chiếc tàu nhưng mà của mình mà đi kiếm hết luôn mà giờ hiện tại cũng chưa phát hiện được cái gì hết. Không có thông tin gì luôn, không tin thấy một cái gì hết. Với bữa là thấy là đờ có người ta thấy mà không xà lan chạy tới không dám chạy ra không. Đó. Dạ. Thì tôi nghĩ là xà lan nó cuốn đi hoặc là ví dụ nó không chém mà nó cuốn đi thì cái xác nó vẫn nổi. Nó vẫn phục lên. Xà lan qua rồi thì ví dụ như vài trăm mét đi thì nó cũng nổi lên. Dạ. Mà cái này không thấy nổi. Mình tôi nghĩ một cái là xà lan nó chém banh á. Hai á thì coi như là nó trôi rồi nước gồng nó trôi rồi cái nước lớn chỗ nào đó. Mà. Rồi cái nước lớn gáp trở lại nó móc quần móc áo rồi gì nó dính vô đó vậy đó rồi. Vậy con nghĩ nếu mà nghĩ là theo chú nói là xà lan mà nó cuốn vô thì bặn cái quần jean có thể nặng máy chứ chú. Không, cái xà lan của mình nó lớn. Lớn ha. Là không suy nghĩ chứ hả? Dạ. Chiến dịch mình hai tháng mấy. Ừ. Chỉ là nếu mà hướng vô là đâu suy nghĩ gì cái máy hả chú hả? Không có nghĩ rằng là nó sửa máy đâu. Ừ. Cái công suất máy nó lớn. Nó lớn lắm. Chiến dịch nó cũng to nữa. Dạ. Chứ đâu phải là giống như cái máy nhỏ của mình mà nó dính vô xong rồi nó nặng máy lại đâu. Công suất thì nói chung là công suất nó mạnh. Công suất nó lớn đó. Và cái ghe nó lớn nữa cho nên là máy nó lớn.
Thì nó dạt cả hai bên ha, nó đâu có hướng lên được. Dạ. Ngày hôm qua là ai cũng hy vọng là ngày hôm qua sẽ tìm được luôn á. Cái chú kia nói là cái phía ở đằng đó, đó là nó có cái bờ kè bị sạt lở ra, là nó nằm lại gì nè, sợ là sóng đánh nó dựa vô cái vịnh vô trong đó. Đó thì đắp đó không á. Dạ sợ đó đó, tại vì những cái đuôi cồn nó nước nó xấy gì đó mà. Suy nghĩ một là cái vỗ xà lan, hai là nó cuốn cái dính vậy đó cái... là do chú là suy nghĩ vậy. Tôi muốn kiếm thợ lặn. À lại là chú nghi ngờ chỗ đó. À, lặn từ đây dài đang tới. Dạ vậy đó ha. Ý tôi là như vậy đó nha. Không, nếu mà chú linh tính đó cũng đúng đó. Có một cái linh tính là chú. Tại vì chỗ đó có cái bờ kè mà người xưa bị sạt lở ra mà dài đằng đây luôn nè. Rồi gọi dưới đó thì nó bọng. Ở dưới đó nó có cái bọng, ở dưới đó bọng, bọng nó chứa đi vịnh không chú. Rồi có sắt ở trong đó nữa. Nhiều khi nước rồng á, nó máng vô. Cái nước lớn cái nồng lên dướng rồi. Thì nó móc vô cái quần rồi. Dạ. Rồi móc vô quần vô áo gại đó luôn rồi đâu. Rồi bây giờ nếu mà nó móc vô vậy sống đánh cỡ nào nó cũng văng ra đâu. Không, nó vô là nó lâm vô. Dạ. Mà tôi cũng còn nghe có cái thông tin gì nữa. Dạ, chứ sao chứ? Mấy cái vụ trước á, người ta chứng kiến, người ta nói mình nghe thôi. Dạ. Có nghĩa là cái thằng nó bị chối hai tay, hai cái giò vô cái cục xi măng vậy đó. Dạ. Mà tới chừng nó bình đó là nó dẫn bình ra. Ồ, nó gắn bung ra. Ờ, nó dẫn bình lên cũng như kiểu như mình tưởng tượng như nó ôm cái cục rút nó lên vậy. Dạ. Nó vậy đó. Vậy đó ha. Thì tôi cũng mới nghe anh em người ta nấu hôm qua thôi. À. Chứ mày nhớ hồi cái đợt mà mới tiếp thu nhớ không? Cái lụi mấy ông lụt năm sau ông vô lụi đó nó gạt đá vậy. Nó đúng rồi. Mà anh em lại coi chứng tàu nó bị đánh trong nước hả? Dạ. Đúng ý nha. Khi nó lên là nó sẽ cao lên khỏi mặt nước. Bằng dạ, như vài lục bình vậy đó. Rồi từ từ tới ngày thứ tư nó sẽ hạ từ các bác. Di quánh chốc cái da này, cái nó da bụng rồi nó chốc vô nước vô là nó hạ xuống lại. Dạ. Coi như là nó thấm nước, nó thấm nó. Hồi đó thì nó lấy nước phình lên, bây giờ lấy nước xuống lại. Dạ. Như lúc đó là mình còn như cái bọc nó còn cái hơi cái không khí đó, không khí hơi đó. Dạ, nó sẽ bung lên, còn hết không khí rồi đắp đầu là nó sẽ bao tử mình nó bình lên. Dạ. Rồi nó giữ hơi nó đưa lên. Dạ. Không có xuống rồi tới chừng thì bị đâm gì nó vô lủng tầm lum hết trơn là nó vô bắt đầu rồi xong. Dạ. Dạ. Tập bé không có dạ. Nếu mà nó trôi mà tầm khoảng nếu mà một cây số á, bây giờ hiện 10 ngày 4 ngày 4 đêm gió khuất gì chúng nghe mùi luôn nè. Gió khuất này nghe mùi luôn á. Nó nổi á. Nổi nghe mùi được. Nổi nghe mùi được. Ngồi đây là nghe mùi luôn nè. Khoảng cây số là nghe mùi luôn á. Thì cũng có cái tôi suy nghĩ là vậy đó, nhưng mà cũng có nhiều anh em đây cũng có mấy cũng giống như tôi vậy. Dạ. Tại gió này gió xuôi xuống mà. Gió xuôi xuống. Có cái bởi vì chú thấy sao tôi ra đây tôi ngồi đây. Cầu nguyện hả chú? Nhìn. Chú có nhìn cái hướng này không? Nhìn hướng đó không? Không, hồi hôm mày có kêu qua đứa nào xuống miễu mà để không? Không. Mở cửa đó ra cùng. Gần đây hả chú? Không mà chú nói vậy, anh em trong nhà có một cái linh tính đó, nhiều khi khiến chú phải là dự đoán hay đó đó. Mà. Ê, ta. Nói, ví dụ như không lẽ nó móc hoài, móc hoài, vô đó, mà đây này. Nó thì đúng rồi, chú nói đúng rồi, gió nó cứ đạp xuống này, mà trong khi hồi xưa cái bờ kè nó lỡ tháng này tháng kia không tháng nước khổ nước đổ nó khổ rồi đó thấy chú thấy tội quá, chú phải ra đây ngồi để nhìn coi như là trong chờ cái gì đó thôi để xuất hiện ra để chú mừng ở chứ chứ cô chú anh chị như trong một kỳ tích vậy hả chú bạn. Bốn thằng bất kỳ
Ôi, điện chú Tám mà chú Tám không có ngồi làm đó. Đúng rồi, sao chú không giữa? Thì em đang ở đây nè cô chú anh chị 4 ngày à. Dạ, giáp cử là 3 ngày là khả năng là chắc cứu luôn là nổi lên rồi. Là cao luôn á, 3 ngày là cao luôn. Có gì bình sao nó vậy? Dạ, dạ. Tại vì chú hồi đó chú giấc hay mà chú không biết được. Chú cũng biết về vụ này. Hồi đó chú rằng tự chỉ tập rõ giấc mà không biết gì. Dạ. Rồi con cảm ơn chú. Vậy tại video đến đây em sẽ xin tạm dừng lại cho chú không vậy. Tên cái gì à? Hỏi chú ơi à. Gì, anh hỏi tên gì chú? Cậu. À, cậu hỏi họ tên gì vậy? Chị nè, cầu nguyện chứng kiến cho anh tạ chú Khởi quý cô chú anh chị. Chị là chắc cũng như là chắc bà con anh chú Khởi của chú chị. Chị khóc luôn rồi quý vị. Chị cầu nguyện mà chị rưng rưng nước mắt luôn á. Chị em vừa có cháu luôn kêu bằng cậu cháu mà hả? Chị cháu khóc luôn rồi cháu của chú Khởi khóc luôn rồi đó. Thì cháu của chú Khởi mới ra cầu nguyện để giải tìm được chú Khởi đó cô chú anh chị. Thì chị khóc luôn rồi đó. Thì chiếc ghe đang về nữa cơ, ghe về tới nữa thì chứ ghe chị mé về tới đó là ghe nó ghe cũng thì thêm một chiếc ghe chạy vô trong rồi quành về. Chiếc ghe này về bến luôn, chắc về bến luôn cô chú anh chị. Hả? Hoàng nó bà con người ta cho mượn. Có chiếc ghe về tới rồi, đã có thông tin gì không cô chú anh chị? Coi có tin gì không? Để một tiếng đường rất là xa. Có tin gì không? Có tin gì không anh? Có tin gì không? Có tin gì không? Thì cũng không có tin gì với cô chú anh chị ơi. À, đi xa lắm hả chú? Không có hả chú? Chạy quá trời xa luôn rồi. Chạy khoảng bao nhiêu cây số hả chú? Khoảng 700 cây à. 70 cây luôn hả? 700 cây à. 700 cây hả? Tụi nó phải 70 cây chứ. 20 mét đó. Còn bây giờ chú có ý của chú làm có muốn chạy đi tìm ở khúc nào nữa không? Ai cái khổ cho nó chú nhà. Dạ vậy đó hả? Không? Dạ. Sao em? Kêu ông già nó tránh gặp công an chút. Ông anh ông bản máy điện em phải không? À, máy điện chạy đi. Kêu ông đi ra ngoài. Giờ chưa được việc nè, thằng bạn nói là bên công an ta nó có thông tin gì nè, bây giờ chạy lên chạy thử coi sao. Nói nào? Thì công an thị trắng. Vậy là chú phải đi rồi, lên tỉnh. Bây giờ mày xách xe chạy lên tỉnh thử đi. Gặp ngay tận á. Mày bảo cho mày về thôi. Rồi, công an đã có thông tin đó, liền có thông tin này quý cô chú anh chị, mừng quá, cầu mong đi. Đi mệt rồi, cầu mong đi quý cô chú anh chị. Tôi hãy cơm nước thì cho mấy chú. Bây giờ chú chạy lên chảnh gì vậy? À, chú đi, bây giờ chú đi nè. Chú đi lên chảnh nè. Ở nhà.
chú đi lên chảnh đó cả nhà. Đó, có thông tin gì chú ơi, như chia sẻ về đây cho chú để mình tập hợp mấy chiếc ghe về. Đó. Ghe về tới chiếc nữa kìa. Về nữa cũng ở nhà luôn đi. Dạ, ở đã cảm ơn chú ơi. Cầu mong đi thì có một cái hy vọng là cũng hy vọng nữa cơ. Cuối cùng đây 4 luôn. Cái này đặt cào đó. Chạy điện mới điện liền luôn ha. Mới điện mới nãy chơi về gần tới đây rồi không điện. Dạ. Rồi người ta có nói cái gì không? Kêu người nhà lên đi, kêu người lớn lên đi rồi nói chuyện gặp có chuyện gì đó. Dạ. Dạ. Giái có thông tin gì đi chợ. Dạ, dạ thì cũng cầu mong giái có thông tin mới đi. Mừng. Đó thì thêm một chiếc đang về luôn á. Vô luôn, quắt vô luôn. Chị quắt cái ghe đó vô luôn đi chị, để coi lên trảnh coi có thông tin gì không. Dạ. Rồi cầu mong đi, cầu mong lên trảnh có thông tin gì cho biết được chú Khởi không. Có thì thêm một chiếc đang về nữa nào quý cô chú anh chị, là chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai đi 4 chiếc luôn thì cũng được một cái thông tin mới ở trên xã thì điện xuống kêu người nhà lên để bàn tính cái gì đó, nói cái gì cũng chưa biết nữa. Và chiếc ghe thứ hai tại sáng giờ là đi 4 chiếc. Đấy, chú có điện thoại mấy mình về đây. Có điện thoại. Ủa? Có nghe chứ. Thầy ơi, trời. Sao chú? Hết hy vọng luôn hả chú? Hết hy vọng luôn rồi chú. Quá mệt luôn hả chú? Mới kìa, ở thị trấn mới cho hay cho kìa. Có thông tin. Đi lên biết chuyện gì? Dạ. Mới điện á. Thị trấn mới điện kêu gia đình lên biết chuyện gì á. Ở đâu? Thị trấn. À, cầu mong đi một khi một tia hy vọng mà cũng mình cũng hy vọng nữa đi. Dạ chắc vậy quá, mới điện xuống rồi cái chú kia chạy lên này thì mình cũng hy vọng có tin tức gì hết chú. Hy vọng cũng cá kiếm nó hoài chứ không lẽ bỏ nó đi xong trời. Dạ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nói chung đuối hết trơn rồi. Sao? Ra. Trời ơi, chạy lúc coi dưới cồn nữa rồi chạy lên nữa. Quay về lục sĩ. Quay về lục sĩ qua phía bên phòng nằm bên nữa. Để tính luôn. Ờ. Tính ra đi đi mấy chục cây luôn á. Ba, 40 cây á. Dạ. Đuối hết trơn rồi, nay nó 4 ngày rồi. Đây là quý cô chú anh chị ơi, có người nhà không, mình rất là đông luôn. Tao có chạy đâu mà bớt. Ơi, còn số quá chứ. Còn số nó gài lại xe quỷ thì cho tao luôn. Cho nó ra. Bảo sống cho nó dịch. Bữa nay là 4 ngày rồi. Đó là chắc cứu á. Sao? Sao em nghi sao? Nghi là cái nước rồng, ổng nhảy nước rồng ở ngay đây là có cua nè, nó đạp nó gài vô cái bờ kè em rồi sụp sạt lở. À cái bờ kè hồi xưa giờ nó sạt lở rồi phải không? Mình gọi là bờ kè. Đang làm bờ kè rồi nó bị sụp sạt lở. Sao nước rồng nó gài. Ở trong là nó trống không? Nó bọng ở trong ở dưới á. Tợ gài vô đó. Ngay đây nè, ngay bờ kè.
Đúng rồi. Cái chú anh của chú Khởi, không biết chú thứ mấy, chú này giờ chú ngồi chú cũng nghi đó đó. Tại vì nó gài vô đó, quần jean nó thun, nó gài vô sắt móc vô nó không nổi được. Đó, nãy giờ chú cũng nghi đó, giờ tính chứ kiếm thao lặng. Chứ nếu mà nổi là nổi hai bữa nay 4 ngày là hôm qua 3 ngày. Không chắc không chỉ trái dừa thôi. Cái đó bây giờ. Bây giờ cái đó là chiếc cano nước rộng tạo sóng dịch cho nó ra. Còn cái hướng đổ cái con mà chưa đi thôi. Không, hướng cái con này hôm qua tàu bà đồ là có cho hay rồi, nó có ấy là cho mình hay rồi. Đó là chưa đi thôi. Nó đâu có qua bên nó được. Không cửa nào gió nó đổ đây. Đi nó đã đi xuống đó, xuống đi bọc bọc đó là đi nó đâm xuống dưới gần tới cát á. Năm qua đi rồi nhưng là không đâm đi ra. Lúc nước rộng á nó trôi nè, đây đây ngay đó có cái cua nó sắp thẳng vô bờ kè gài xuống bờ kè. Báo là nhiều á. Chơi cháy luôn. Cái gài bờ kè giật á. Giờ gia đình mình kiếm mấy bữa nay rồi đâu có thấy, bây giờ chờ hy vọng dân báo thôi. Mà ở đây tính ra con sông ở đây là sông này mùa đó đó. Ghe tàu đi dập nhiều luôn chứ tàu ghe chạy không có đủ. Ở đâu? Ngay bờ kè nè. Tàu sông dập ra. Đó. Sợi nước dầu. Sông cơ nãy giờ chứ có ra chưa? Ai? Cơ. Tụi nói là bây giờ nó dài nó cũng đủ mà. Có nhưng mà nước rộng. Cơ á là hồi nãy sớm á là ông nói là ông dẹp tháo cái ông sửa cái chân dịch rồi là ông tháo cái cào ra. Ông đem lại ông phần cho chỗ đó đó, dài dài đó đó. Cơ á. Còn một thằng là nhớ được ở đây nè. Tại lúc đó đó mình chưa có bờ kè. Thứ là bờ kè nó đổi sẽ nó đổi dùm trải. Chứ sao à? Thôi mình đang bờ kè nè. Là bờ kè. Thì, bây giờ là bật cái bờ kè nó tấn cho 10 mét đá nè. Rồi nó gài dĩ dưới luôn. Ở đây tôi cào nó thông báo hoài gì. Nó nói là không cách 10 mét. Vô. À, sao kỳ vậy chú? Hả? Sao phải cách 10 mét? Nó gài đá với dĩ sắt dưới á. Dạ, xưa nó gài cách ra bà kè 10 mét. Sợ mình cào vướng cào vô đó ha. Ờ, rồi tôi vướng vô không kéo đâu, chụp đâu lên, chụp cách cào luôn á. Dạ. Sợ cái khúc khúc mà nó nhảy xuống mà nó chưa có xình nó vướng vô đó. Dạ, dạ, lúc mà trôi á, nhảy rồi trôi á, rồi. Nó nhảy là lúc đó. Dạ, nước chảy nó tăng rồi nó vô bà kè đó rồi, vướng dĩ vậy. Nó nhảy khúc đó là nước rộng, cái khác rồi nhảy xuống rồi phải đâu rồi nó chèn lên đâu, cái đưa lên ở đó đó. Dạ. Trôi đó nó trôi rồi nó tấp, tấp nó lặn vô. Thì hồi nãy có một chú cũng anh của chú Khởi hay gì đó, không biết chú thứ mấy, chú đi rồi đó, là chú ngồi đó, chú nói là tự nhiên chú nghi chỗ đó. Giờ nếu có thợ lặn thì chú muốn lặn hay đó, chú nghi đó. Dạ. Gì đó, coi thầy mẹ nó, coi nó kiếm ra nhà không? Nói sao chú? Có hai bông rồi, không có kiếm ở đây nè, chứ không phải nè. Không gần, không xa, còn ông nữa. Ông nói tự dựng cho tự cái dòng xây với cái lại à. Quay qua con bụi con cái con bụi con nó chút vàng ta mẹ lấy mà bà chỉ lấy con được mà cũng báo nhớ trời ở đâu cũng báo mà chừng có thể là có cũng liên quan đến gia đình mình đó, biết chuyện gì mà kêu là chết nói rồi có cái chuyện gì đó chuyện gì nó kêu chết nói vậy đó. Thì người nhà là nghi khả năng là vòng vòng đây thôi cô chú anh chị. Đổ xăng cho nó đảo ngay khu đó, nó đang cho tạo sóng cho nó giật ra
đó giờ ông hỏi ông Pha mượn nó giúp giùm. Thì, số Pha thì hồi nãy cái chú kia ông cũng nghi là số Pha à, đó nhờ ông Pha. Tại vì cái nước rồng nhảy ra đây là buộc là nó thẳng ngay chỗ cái ghe đó, nó trôi thẳng ngay chỗ cái chiếc ghe đó. Tại ngay đây cái cua thở nó gãy vô cái bờ kè đó. Ở nhà của đứa em vợ tao đó. À, ông gọi là làm bờ kè cái lúc mà nó bị sập nghe. Thì hồi nãy cái chú kia đó, chú nghi hay đó, chú dòm cái đó không mà ổng chú nói. Thì em gọi nó sập ngay chỗ chiếc ghe đây, chứ nhìn thấy là nguyên bờ kè đó. Hôm qua nay là em nghi là ngay chỗ đó đó. Chứ nếu mà bữa nay nó nổi ra nổi phình lên như cái bổng rồi. Dạ đúng rồi, hôm qua là đã phình vậy đó, hôm qua đã cao như vậy đó. Sợ nó gại vô đó đó, nước rồng, tại lúc nhảy là đà dưới sát đá. Nước sát rồi, nước rồng sát rồi. Đó, bây giờ là chỉ có là nước rồng á, mượn cano chạy tạo sóng vịt á. Dạ. Dạ. Không quay đang quay mà. Đâu, đang uống gục rồi. Uống rồi. Biết không?